Nhật Trung, Quang Toàn dứt điểm, không vào. Chúng ta vừa được chứng kiến tình huống chơi bóng tam giác của các cầu thủ Saco. 3-0, 3-0 nghiêng về các cầu thủ Saco và người ghi bàn đó là Nhật Trung. Izin Đức Đam vừa bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số thì Nhật Trung đã lập tức pha dứt điểm dưới tay của thủ môn Quang Thìn. 3-0 nghiêng về các thủ Saco, bộc lộ rõ và chỉ có 3 play với việc chơi 5 cầu mới có thể giúp cho các cầu thủ Saminex Khánh Hòa tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Và trên thực tế ở những phút vừa qua họ đã liên tiếp tạo ra sóng gió về phía âm thanh của thủ môn Mai Xuân Hiệp. Vừa rồi là pha trích đầu mũi giày của Hồ Văn Tú. Saminex Khánh Hòa đã tiến rất gần tới việc có được 1-2 bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Và có lý do để cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh phải lo lắng. Tiếp tục là tình huống cứu thua, không vào. Vi Năng Thái An phản công 2-1. Vi Năng Thái An, Mai Thanh Đạt không được.